Ê, nó vướng cái me rồi kìa. Rồi. Cô chú con trai hả? Không, cũng ăn mặn. Ăn chay tháng 4 bữa. Nghe thầy nghe Phật. Thời này thế mà. Hả? Dây mạng. Dây nào cái nhỏ nè? Đúng rồi. Chắc wifi quá. Nó chết nó bậy nữa. Nó nằm nẻ nẻ đi Hùng. Rồi ta nhảy ra chỗ khác. Quất thẳng Hùng gì đã. Ủa nó cứng dữ chứ. Anh Thảo nhả nó ra chút cho nó lòn qua cái đi. Nhả. Không có nhả cho cái cột cái xuống một xíu là nó gỡ ra. Nó đang chịu tải mà sao mà nhả. Ồ. Kéo mạnh đi mà. Mạnh em không sao đâu. Còn đắng hả? Mà nói vậy chứ bước lên một bước nữa đưa cái vai vô. Bước lên một bước nữa đưa cái vai vô. Đưa vai ra em gánh lên. Nó có dây cáp ở trong đó đó. Cái dây wifi chắc nó cứng. Dây đó không đúng rồi. Gắn lên.
Chị xây dựng cái cột điện này rất khó khăn các bạn. Không qua nổi, chứ phải qua nổi đâu. Nè, không cứ ngắt luôn rồi. Lên đất á. Tại nó vướng nữa là lên đất. Không vướng thì không đất. Đất gì mình nói lại hả? Đất là mấy thằng kia nó vô, thằng bây giờ anh xài cáp quang không à. Cáp quang nó có máy của nó. Cái sợi thủy tinh đó. Gì hả? Sợi silic đó. Làm những cái tay của mình làm được, cái cáp đồng trục thì làm được. Rồi rồi nếu gì kiểu đó nó không có đó, ở nhà bên kia ta xài được không? Không. Có tưởng nó không xài được. Để nó mắc cái điện kia rồi. Cao không tới độc dừa ha. Ô, cũng xe xích độc dừa. Xe xích độc dừa. Mà nó xuống đất rồi chắc thấp hơn. Từ 4 mét thì bỏ xuống 2 mét rưỡi là còn 12 mét, 11 mét rưỡi. Được, một cái dây đó không biết đứt luôn trời. Nó đang chịu đó, thấp đứt rồi, thấp đứt. Chưa biết thì từ hướng dẫn. Linh mới. Mày nghĩ dây cáp nó cứng thiệt ta? Chị mà không. Dây đó em căng dây điện thoại ngay chân á. Tiếp đó, lấy một cái đồ đào tiếp đó nữa. Mày nhảy ra đi không? Mày nhảy ra đi cho mấy đứa lại lẹ lẹ tay lẹ chân nhảy vô. Rồi bẫy đi, bẫy cho nó qua đi. Không, nó dễ xô qua được rồi. Nữa đi. Chắc qua. Qua luôn, đẩy tiếp, đẩy tiếp. Cái rồi. Để đi. Rồi từ từ nó xuống. Làm đứng người lên, đừng có ai mà mò cho dưới đó hết á. Rồi. Qua đi. Qua. Gãi cái xe vô à. Đặng ngay lại. Rồi chạy nghỉ lấy dây đầu một dây đầu ở chỗ lại cái mà kho. Bỏ đi. Lấy cái dao đưa cho nó, bỏ cái dừa đi cho nó cái ôm vô là một khó đó. Lấy cái dao lên luôn. Ông lựa dướng cây bùn dừa, ông lựa dướng cái tàu dừa. Đó, ông có giỏi ông leo lên đọt đó. Cái trên đó có bùn dừa cho nó. Ông leo dẫn đi. Cái ông nói người dân tộc gì ta? Sóc Trăng mà. Chăng dân tộc nhiều không? Ừ thì cái đó là khu dân tộc ta mà. Ừ. Bởi vậy. Người ta chủ hộ không hỏi xin chặt quá trời. Đấy tàu vừa quăng dưới đi nó vướng hai lai điện đó. Coi chừng dây điện đó ông ơi. Sao nó cò hả? Trời. Dưới này nó âm đầu xuống kìa. Đó. Mấy ông có nhảy ra đi, nó đâm đầu xuống giờ. Chắc. Rồi, được phủ chó đi. Hãy à, dính nó luôn. Coi chừng nó ấy đâu ông ơi. Dòm dòm á. Vậy là mà chắc cái cục mấy cọng dây này mình lên tới đọt đó không, hay là chắc cũng chung chung ở dưới này chung mắng, ờ chứ không phải đầu khả này. Ừ. Nó nằm ở đâu ở trên đó trên ông anh hả, vừa của em á, lên tới vùng vừa luôn vậy đó hả. Còn ở trên kia là nó rác đà ngang, nó bắt xứ đi chung thế một pha là cái đường điện trên là có vỏ không? Trung thế không? Đù, mà bởi vậy mới thấy. Thấy mấy cây cao cao là không có vỏ, còn đụng tới liền chích ngựa liền. Hả? Là nó cúp điện hả? Ừ, gì cũng được. Sợ mà còn điện hoài. Em mỗi lần em thấy mấy cái dây cao. Mưa đó, lá dừa quẹt ngang đeo cây dừa thì nó giật tăng tăng. Nó giật cười mà không nghĩ cười ra, cười hoài hả? Rơi luôn
chân nha. Ừ, cũng đọc ha. Ở bên đây là coi, bên đây là mấy cái dây này dây có điện nè nha. Coi cẩn thận tứ bên á. Mà chắc bên đây không sao đâu, nó vừa. Hỏi dây của mình mua thì giỏ cắn tí á. Ờ. Nó nặng gần cỡ này chỉ cần. Trời ơi, tôi không đi thế mẹ, tôi đang đã kiếm bò sĩ công chuyện tôi làm nó khổ dữ lắm. Khổ dữ lắm bộ. Video mình đến đây là xin kết thúc các bạn ơi. Hẹn gặp lại những video khác nha. Hay hơn nha. Rồi, tôi đang nói chuyện. Để mấy thằng không nè. Để mấy thằng không anh đợi.